Nằm ở cuối thôn Tả Văn Giấy, cửa hàng nhỏ này tạo ấn tượng bởi nét giản dị mộc mạc, những tấm thổ cẩm truyền thống, những món quà lưu niệm nhỏ xinh, nét văn hóa các dân tộc có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách khi tới trải nghiệm tại đây. Cô rất là thân thiện, mang nhiều sản phẩm để giới thiệu cho cái sản phẩm của cái bản của mình. Rất là thân thiện. Cho nên em thấy đó, mọi người rất là mua rất là nhiều. Con người ở đây thấy người ta rất là chất phác, làm việc chắc là rất là siêng năng. Thành ra mình thấy mình về đây rất là vui, thấy hình ảnh nó rất là dễ thương. Khởi nghiệp tại quê hương, chị Mông Thị Trăm mở một tiệm may nhỏ, chỉ may nguyên trang phục truyền thống của người Giấy. Nghề may không chỉ giúp chị có thu nhập khá, mà còn mang lại cho chị niềm vui thỏa đam mê sáng tạo từ những tấm vải sặc sỡ, sắc màu, giữ gìn nét văn hóa của dân tộc mình. Mình giữ được cái truyền thống của mình, sau này khách đến đây thì mới biết là đây là cái kiểu người Giấy hoặc là người Mông hoặc là người Dao. Đến bàn ở đây thì mặc cái quần áo của mình ấy, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Người Giấy ở Tả Văn vốn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, cấy lúa, chăn nuôi, nghề nhuộm tràm hay làm hương thảo mộc. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Sapa đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào. Nhiều người nơi khác cũng tới đây thuê cơ sở làm homestay, vẫn quan tâm gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Làm du lịch trước hết là cũng gắn với cái địa phương, đặc biệt là sử dụng cái lao động ở địa phương này. Thì trong đó thì cũng gắn với cái văn hóa dân tộc cũng như là về cái ẩm thực các thứ vân vân, thì khách đến đây thì cũng nhất là muốn thưởng thức các cái món của địa phương, của dân tộc, thì cái đấy là tôi cho rằng là cũng là cái đặc trưng riêng của Tả Văn. Ở Tả Văn Giấy đã có hợp tác xã phát triển về dịch vụ du lịch, những nếp nhà cũng hiện đại khang trang hơn. Nhưng bức tranh thơ mộng về bản vùng cao này vẫn được gìn giữ với những nét văn hóa truyền thống. Phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa là cách người Giấy Tả Văn gìn giữ giá trị bản sắc dân tộc với niềm tự hào truyền qua nhiều thế hệ.